Blackpink in your area. Blackpink in your area. Blackpink ở Việt Nam thì đã nguội từ lâu rồi, nhưng trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thì điểm dừng chân của bộ tứ Hắc Hường này mới kết thúc được vài ngày thôi. Cùng chị Kính Đấu Vui điểm lại vài chi tiết đáng yêu lưu diễn cuối cùng trong hành trình một năm này nhé. Câu 1, chặng đường dừng chân cuối cùng kết thúc một năm lưu diễn được tổ chức ở đâu nhỉ? Ở Seoul, kết thúc cũng ở Seoul, Hàn Quốc. Thế mới gọi là một vòng trái đất chứ nhỏ. Chưa có một nhóm nhạc nào chịu chi như Blackpink đâu nha. Câu 2, Blackpink lưu diễn bao nhiêu nước? Một năm, bốn cô nàng đã đi qua ba châu lục với 21 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam đấy. Quá đỉnh luôn mấy chị Hắc Hường ơi. Album chính thức thứ hai của nhóm. Kể từ The Album năm 2020, fan chân chính chân phụ thì không cần nghĩ cũng trả lời được thôi. Được khai màn với sự ra mắt của single Pink Venom. Nó là MV có lượt xem cao nhất trong 24 tiếng mở màn của YouTube năm 2022. Đây cũng chính là ca khúc được hát live đầu tiên ở Mỹ đấy. Sau diễn cuối cùng nhỉ? Là 2 ngày nha anh em, 2 ngày cực cháy dành riêng cho team Seoul. Những ai bỏ lỡ có thể xem lại trên TV nha. Nhiều nhất. Có vẻ như bốn cô nàng này dành nhiều tình yêu cho nước Mỹ, có đến tận 11 lần biểu diễn ở Mỹ cơ, nhưng mà trên các sân khấu khác nhau đấy nhé. Câu
hồ lớn hay là bé hơn lần trước nhỉ? Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần cuối cùng này, công ty chủ quản đã lựa chọn một sân khấu có sức chứa lớn hơn để các Blink tha hồ mà đu idol. Sân khấu này có to lớn hơn sân vận động Mỹ Đình không nhỉ? U là trời, mang tiếng là to lớn hơn nhưng mà sân vận động Mỹ Đình vẫn là đỉnh của chóp. Nếu như Goldcheok Sky Dome có sức chứa khoảng 16.000 người thì sân vận động Mỹ Đình của chúng mình có sức chứa lên tới 40.000 người cơ mà. Việt Nam nào đã đu idol sang tận Hàn Quốc nhỉ? Là anh Phạm Thoại đó anh em ạ. Lần này Hồng thấy anh chơi lớn ôm 100 bé nữa hả? Nhưng mà đầu tư cái quả outfit là chất hơn nước cất như này, không ai là địch lại được rồi. Đứng cạnh Phạm Thoại là idol nào đây? Bất ngờ chưa bà già? Thầy Beo U40 nè, mấy nay TikToker Việt Nam đi đu idol nhưng mà nó lạ lắm. Lúc mà cuối á, lúc mà mấy chị hát mấy bài cuối mà đi cái xe chạy vòng quanh á, anh không thấy Thoại đâu nữa, lúc đó thì Thoại làm gì? Lúc đó mình đã trèo gào, mình chạy ào vô. Và lúc đó mình thấy là cái động tác trèo rào của mình lúc đó như thế nào? Lúc đó mình trèo rào vô là mình thấy lúc đó Lisa là quay ra nhìn và Lisa nói xin chào Phạm Thoại. Thôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Câu 11, ai đã khóc như mưa ở Seoul nhỉ? Jisoo chắc là mạnh mẽ hơn rồi. Người khóc sướt mướt ở đây chính là cô em Jennie. Trời ơi là trời, trông bà khóc mà tội quá ạ. Câu 12, Lisa có màn ném tiền ở Seoul không? Có nha mấy bà ơi, mà ném tiền chất hơn cả nước cất, ngầu hơn cả trái bầu luôn nè. Câu 13, đâu là outfit mà Lisa đã mặc trong bài Money ở Seoul nhỉ? Mà cô nàng diện ở Việt Nam thì ai cũng thấy rồi. Còn cái bộ kim sa lấp lánh ở Seoul là bộ thứ hai này nhé. Cơ mà bà đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết trơn luôn á. Mình gửi cho các Blink ở Seoul.
còn sợ quên đến nỗi ghi ra điện thoại di động rồi đọc cho Billy cơ. Cưng quá đi ạ. Chà. Chú, 우리 블링크. 자, 우리 만난 지 벌써 2596일이 되었어요. 이번 투어는 블링크와 함께 했기 때문에 정말 다양하고 대단한 공연장에서 무대를 할 수 있었어요. 블링크가 없었다면 분명 해내지 못했을 거예요. 날씨가 좋든 안 좋든 항상 끝까지 응원해 주시고 같이 즐겨주셔서 너무 감사합니다. 이런 멋진 경험을 하게 해주신 블링크 너무나 사랑하고 저의 20대를 함께 빛내주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다, 블링크. 사랑해. 귀엽죠? 또 밀라, Phạm Thoại và thầy Beo đang hát bài nào ở Seoul đây nhỉ? Cái mà tôi chỉ trở lại là con cá con. Hạ bản hiệu lớn lên đó là con cá con. Quên đâu, quên đâu, quên đâu, quên đâu. Được ngao du khắp nơi nè, Seoul cũng không thoát khỏi cái kiếp nạn này đâu nha. Cái mà tôi chỉ trở lại là con cá con. Hạ bản hiệu lớn lên đó là con cá con. Quên đâu, quên đâu, quên đâu, quên đâu. Quên đâu, quên đâu, quên đâu, quên đâu. Không chết ngàn nơi đây hoàng hồn cứu giờ. Cái mà tôi chỉ trở lại là con cá con. Hạ bản hiệu lớn lên đó là con cá con. Quên đâu, quên đâu, quên đâu, quên đâu. Quên đâu, quên đâu, quên đâu, quên đâu. Liếc mắt tôi xem chỉ tắt luôn. 16. Roger có khóc khi hát On The Ground ở Seoul không nhỉ? Ở Việt Nam chị ấy đã xúc động quá nên là mới khóc thôi, chứ về Seoul thì bà không có khóc nữa đâu nè. Nhưng mà sau chuyến lưu diễn, bạn dự đoán ai sẽ là người rời Blackpink nhỉ? Tuy là chưa có thông tin chính xác nhưng mà nghe nói là Lisa sẽ rời Blackpink ạ. Có nghĩa là mình nghe được, hiểu được maybe Lisa sẽ không còn ở nhóm nữa. Và cũng là một điều rất là buồn. Mà mình mong rằng nhóm sẽ vẫn còn ở lại bên cạnh chúng ta, bên cạnh Blink. Vậy là đã kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của bộ tứ Hắc Hương rồi. Tuy chỉ mới đến Việt Nam một lần nhưng mà để lại trong V-Blink rất nhiều cảm xúc. Mong là bốn chị em mãi mãi keo sơn như bây giờ nha. Còn bây giờ thì bye bye.